Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đi Review. Và như thường lệ, hôm nay mình ngồi đây để trao giải cho bạn video nhìn hình đám mây tuần trước. Và tuần này mình sẽ tiếp tục tặng một bạn may mắn nhất một chiếc pin dự phòng XO 10.000 mAh nhé. Trong video lần trước thì mình có đố các bạn về một chiếc smartphone chạy chip của MediaTek đắt nhất, đó chính là Oppo Reno 3 Pro. Chiếc máy này sở hữu chip MediaTek Helio P95 nhưng được Oppo niêm yết với mức giá là 14.990.000. Với mức giá cao ngất ngưỡng như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những con chip mạnh hơn đến từ Apple hay Qualcomm. Tuy vậy, Oppo Reno 3 Pro cũng có những điểm cộng đáng nể như cụm camera kép phía trước với độ phân giải cao lên đến 44 MP, phía sau có cụm camera chính với cảm biến 64 MP cực kỳ chất lượng. Cùng với công nghệ sáng nhanh VOC 4.0, Reno 3 Pro chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng mỗi khi cắm sạc. Chi tiết về Oppo Reno 3 Pro, mời các bạn click vào link mình để ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Quay trở lại với chuyên mục nhìn hình đàn máy thì ngay bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất có kết quả trùng với kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua nhé. Đây chính là video nhìn hình đoán máy tuần trước. Với video này đã nhận được 168 lượt comment của các bạn. Mình thấy hầu hết thì các bạn đều đoán trúng đây là chiếc Oppo Reno 3 Pro. Đây, rất nhiều bạn đã đoán là chiếc Oppo Reno 3 Pro. Kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua là 554. Bây giờ mình sẽ tìm 554. 554, bạn không có bạn nào đoán đúng rồi. Mình sẽ tìm 553. Đây, ngay số 553 thì có bạn là Phát Nguyễn, bạn trả lời là Oppo Reno 3 Pro. Và số may mắn là 553. Bạn đã trả lời từ 5 ngày trước và bạn chính là chủ nhân của chiếc sạc dự phòng XO 10.000 mAh. Xin chúc mừng Phát Nguyễn nhé. Nhìn hình đoàn máy là một chương trình được lên sóng vào tối thứ 3 hàng tuần. Tại đây thì mình sẽ sâu theo những hành mờ ảo bí hiểm về một chiếc smartphone để thử khả năng quan sát, đánh giá của anh em về các sản phẩm công nghệ. Ngay bây giờ sẽ là hình ảnh của chiếc smartphone tuần này. Các bạn hãy nhìn cho kỹ nhé. Với các bạn, đây là sản phẩm được coi là bình cũ rượu mới của Oppo vừa mới ra mắt trong thời gian gần đây. Bạn đoán đây là chiếc smartphone nào thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Cú pháp của bình luận sẽ là đáp án cộng với số điện thoại cộng với một số có 3 chữ số. Mình sẽ trao giải một chiếc pin dự phòng XO 10.000 mAh dành cho bạn nào đoán đúng tên máy kèm theo số may mắn trùng hoặc nhỏ hơn gần nhất so với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 tuần tới. Lưu ý, mỗi tài khoản được comment tối đa 3 lần để nâng cao cơ hội trúng giải. Và cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Đi Review để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.